Hôm nay Phước Sửu sẽ đưa cả nhà đến một khu dân cư rất đẹp, là khu dân cư tái định cư Phú Mỹ. Khu dân cư này thì có một cái địa thế long mạch cực kỳ đẹp luôn, bởi vì gọi là nó được ôm trọn một dòng sông luôn. Như mọi người thấy Phước Sửu khi nãy bay lay cam á, là thấy được toàn cảnh view gọi là 360 độ của khu dân cư này. Căn nhà này nằm trên đường gần đường D4 ha, đường D5, và diện tích của căn nhà là ngang 5 dài 18. Một diện tích khá là lý tưởng luôn, và được thiết kế là đến 5 phòng ngủ, 5 toilet. Căn nhà có cái sân thượng rất là mát mẻ, có thể là trồng cây nè, hoặc là làm những cái buổi barbecue, hay là gọi là nướng gì trên đó cũng rất là thuận tiện ha. Một vị trí đẹp, view là ra luôn cái kênh nước luôn, nên là cây xanh rất nhiều và gió vào rất là thoáng mát quanh năm luôn, gần như là không sử dụng máy lạnh. Thiết kế của căn nhà là rất hiện đại, và ở đây là chủ nhà tặng full nội thất cực kỳ sang trọng nha quý anh chị. Ở đây là có sẵn máy rửa chén luôn nè, máy hút mùi nè, bếp điện nè, rồi và máy lạnh Maloka, rồi có 4 máy lạnh Daikin nữa. Một cái nội thất gọi là khá sang trọng và đẳng cấp, gọi là chủ nhà thiết kế từng đường nét rất là trau chuốt luôn. Một cái gam màu là rất là hợp với thời đại này ha. Và cách thiết kế rất là thoáng luôn, giống như là mình chủ nhà tận dụng được tất cả những cái khoảng không để làm mà tạo cho căn nhà có một cái ánh sáng tự nhiên và rất là mát mẻ. Đặc biệt căn nhà này thì sổ hồng cầm tay rồi nha quý chị, mua bán là sang tên ngay, không có phải vay ngân hàng hay là không có phải cầm ở ngân hàng. Còn nếu quý anh chị mà cần vay ngân hàng thì có thể là hỗ trợ lên đến 75% luôn. Một cái phương thức hỗ trợ cực kỳ nhiều. Và căn nhà này do gia chủ đang kẹt tiền cần bán, nên quý anh chị cần thêm thông tin hãy inbox ngay cho Phước Sửu, để Phước Sửu gửi cho quý anh chị thông tin của căn nhà, sổ hồng của căn nhà hoàn công đầy đủ, và chốt một mức giá cực kỳ tốt ha. Và bây giờ mọi người cùng với Phước Sửu kiểm tra thêm thông tin và những cái kết nối tiện ích của khu dân cư này nhé. Khu dân cư Công Ích quận 4 nằm rất là gần Phú Mỹ Hưng, cách Phú Mỹ Hưng tầm khoảng 5 phút. Khu dân cư an ninh, dân trí cao, có các công trình dịch vụ tiện ích hiện hữu xung quanh đáp ứng tối đa nhu cầu mua sắm, đi lại, học tập, sức khỏe của khu dân cư nơi đây. Như mọi người nhìn thấy thì ở đây thì có rất là nhiều nè, khu vui chơi trẻ em nè, công viên nội khu nằm sát sông Rạch Dơi, nên không khí luôn được điều hòa thoáng mát. Có gió, có nước, có cây luôn giúp cho không khí trong lành. Gần khu vui chơi trẻ em có một công viên nội khu nè, có con trẻ của bạn thì sẽ có điều kiện học tập và rèn luyện sức khỏe rất là tốt. Trong khu này còn có là phòng tập gym, tennis, hồ bơi, spa, massage, nhà hàng, khách sạn. Rất là gần trung tâm mua sắm giải trí như Lotte Mart nè, Vivo City, Reason Mall, Co-op Mart, Bixi. Gần nhà trẻ và tất cả những cái trường đại học lớn như Đại học Quốc tế RMIT nè, Đại học Tài chính Marketing, Đại học Tôn Đức Thắng, và rất là nhiều trường quốc tế như là Canada, Nam Sài Gòn. Vì vậy khi mà bạn ở đây thì bạn cảm thấy giác sẽ là yên tâm hơn, và tiết kiệm được rất là nhiều thời gian để đưa đón con đi học và vấn đề di chuyển đi lại khi mà đi làm. Một môi trường sống cực kỳ thoải mái, thích hợp nghỉ ngơi, dậy gọi là nghỉ dưỡng. Và đặc biệt ở đây rất là thuận tiện cho việc đi gọi là điều trị và chăm sóc sức khỏe. Có nhiều bệnh viện như bệnh viện Tim Tâm Đức, bệnh viện Pháp Việt, bệnh viện quận 7, và rất là nhiều bệnh viện phòng khám đa khoa xung quanh. Giao thông thì cực kỳ thuận tiện, kết nối qua quận 1, quận 5, quận 4, và tất cả con đường ở đây là những con đường bàn cờ thông nhau. Ở đây thì có rất là nhiều loại diện tích, trong đó có diện tích là 7x19, 4x18, 5x16, 5x20. Và ở đây là tất cả giấy tờ pháp lý là rõ ràng, sổ hồng từng nền, mua bán sang tên ngay. Tất cả đã có sổ đỏ, nên là khi mà quý anh chị mà mua đất thì có thể là xây dựng ngay, phát triển một khu dân cư gọi là theo kiểu mẫu
là một nơi lý tưởng cho khách hàng một lựa chọn gọi là đầu tư an cư và lạc nghiệp. Để có nhiều thông tin hơn nữa về khu dân cư Công Ích quận 4, inbox ngay cho Phước Sửu, hoặc là quý anh chị có nhu cầu ký gửi những sản phẩm tại khu Công Ích quận 4, hãy alo ngay cho số hotline bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau ạ.